Con có biết không, đêm nào má cũng thắp nhang giái tía mày, phò hộ cho mày có chồng tử tế giàu sang, cho mày nhờ tâm thân. Nhắc tới ông, nhắc tới tía mày. Má, má ơi, nghe má nhắc tới ba con, con nhớ hồi ở miệt đầm dơi bên quê nội á, ba thì cài thuê cuốc mướn, còn má câu tôm bắt cá xúm xích bên nhau qua những bữa cơm nghèo, rồi dắt giá trị cầu tre, trong khi xa xa tiếng súng nổ vang trời, rồi qua những tháng ngày đắng lạc bom rơi, cha đã hy sinh giữa mùa khói lửa. Thiệt là khổ, khi ổng mất lúc đó mày 8 tuổi, còn con vẫn mới có đầy tháng à. Má, má ơi, cơm hầm canh trao một ngày hai buổi, má đã nuôi con trong 5 tháng cơ dẫn gian rền nơi chiến địa, cô xóm chịu đựng nhiều mất mát đau thương, má đã thay chồng lo bao bọc hai con trong một mái lá kèo xiêu giấc đồ, những đêm mưa gió mẹ thay mờ ngắm u hai đứa con thơ giữa tiết lạnh trời. Ba mày mất đi, trong khi trong lưng tao một đồng một chữ cũng không. Vậy mà tao cũng ráng chịu cực chịu khổ, nuôi hai đứa bay đến ngày khôn lớn. Má quá bủa lại chân mềm tay, còn hai con thì vẫn còn khờ dại. Bóng tràm nở trắng dải rừng xa, con bìm bìm kêu buồn khi nước lớn. Con chợ khỏi má, chừng nào ba của con về vậy má? Má bảo rằng ba con không về nữa đâu con. Tuổi dải khờ con không biết nỗi đau, vẫn hằn sâu trong trí nhớ, suốt mười mấy năm sớm chiều nơi.